Vào ngày 4 tháng 4 giờ địa phương, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên trong khóa họp lần thứ 52 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Nghị quyết về vấn đề nhân quyền miền Bắc lần này có sự tham gia đồng đề xuất trở lại của Hàn Quốc sau 5 năm. Nghị quyết đã được thông qua với sự nhất trí của 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền mà không cần phải biểu quyết nội dung của nghị quyết lên án và hối thúc chính quyền bình nhưỡng cải thiện các hành vi vi phạm nhân quyền trên diện rộng và có tổ chức xem xét lại luật về bài xích tư tưởng văn hóa phản động luật này có nội dung quy định tuyên tử hình đối với người dân nào lan truyền văn hóa hàn quốc Nghị quyết còn được bổ sung thêm nội dung mới trong điều khoản vốn có, chỉ ra những vi phạm nhân quyền mà tù binh và con cháu của họ đang phải gánh chịu. Đó là cần phải chú ý đến công dân của các nước khác bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên mà không có thông tin về sức khỏe hay tình trạng giam giữ của họ. Cùng với đó, nghị quyết cũng đề cập nội dung liên quan đến vụ một công chức Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây vào năm 2020 và vụ việc Seoul cưỡng chế trục xuất các thuyền viên miền Bắc bỏ trốn vào năm 2019. Nghị quyết hối thúc Bình Nhưỡng phải công khai cho gia quyến và các cơ quan liên quan tất cả các thông tin, bao gồm tình hình sinh tử, nơi ở của các nạn nhân người nước ngoài, lo ngại bị tra tấn, tử hình ngay lập tức, tự ý giam cầm hay bắt cóc. Trong nghị quyết còn có nội dung chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc đang ngày càng gia tăng việc tận dụng những tài nguyên lẽ ra được dùng để giải quyết nạn thiếu lương thực và phúc lợi cho người dân, nhưng lại để dùng vào các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đại sứ của Bắc Triều Tiên tại Geneva, Han De Song, đã lên án kịch liệt, cho rằng nghị quyết trên là một âm mưu chính trị đầy áp những thông tin dối trá. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc bày tỏ hoan nghênh Hội đồng Nhân quyền thông qua nghị quyết về vấn đề nhân quyền miền Bắc lần này. Đây là bằng chứng cho thấy cộng đồng quốc tế đang chia sẻ những mối lo ngại về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Năm ngoái, chính phủ Tổng thống Yun Song Yeol cũng đã đồng đề xuất sự thảo nghị quyết liên quan lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau 4 năm không tham gia đề xuất.